Sau hơn một năm dính vào nghi án hẹn hò giữa Chi Dân và Linh Dương Lan Ngọc, ngỡ như cặp đôi đã đến lúc thông báo tin vui cho khán giả, thì mới đây, Chi Dân lại làm cho những vị khán giả trước nay nhiệt liệt đẩy thuyền cho cặp đôi này trở nên buồn bã khi anh chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ giữa anh và Linh Dương Lan Ngọc chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết vào ngày 16 tháng 8 vừa qua. Hôm nay, các bạn sẽ cùng ông Kính Hậu Trường điểm qua lại toàn cảnh drama của cặp này nhé. Linh Dương Lan Ngọc và Chi Dân không còn là cái tên xa lạ gì đối với showbiz Việt. Chi Dân được biết đến là một ca nhạc sĩ đầy tài năng. Anh sở hữu rất nhiều những bản hit như Mất Trí Nhớ, Giả Vờ Như Anh Yêu Em, Điều Anh Biết, 1234, Làm Vợ Anh Nhé. Còn với Lan Ngọc, được biết đến như là ngọc nữ của showbiz Việt, ngay từ bộ phim đầu tay của cô là Cánh Đồng Bất Tận đã quá thành công. Bộ phim đem lại vô số giải thưởng cao quý và còn giúp cô khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp diễn. Và nhất là khi gần đây, Lan Ngọc tham gia một game show thực tế đình đám Chạy Đi Chờ Chi thì càng nhiều người quan tâm đến đời tư của cô. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2018, Chi Dân và Lan Ngọc dính vào nghi án hẹn hò với nhau. Trong show 7 Nụ Cười Xuân, Linh Dương Lan Ngọc bất ngờ trả lời đúng rồi khi nhận được câu hỏi về tin đồn hẹn hò với Chi Dân. Cô cũng thừa nhận chuyện từng yêu La Thành trong quá khứ. Dù sau đó, Lan Ngọc nhấn mạnh đây chỉ là trò chơi. Nhưng cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi về chuyện hai người thực sự hẹn hò. Bởi gần một năm qua, Linh Dương Lan Ngọc và Chi Dân nhiều lần bị bắt gặp bên nhau. Tin đồn nữ diễn viên, cô ba Sài Gòn và ca sĩ Chi Dân hẹn hò bắt đầu từ cuối tháng 4, sau khi cả hai lộ ảnh cùng nhau đi xem phim Tình Tứ Trên Phố vào tối muộn. Cũng thời điểm này, Chi Dân sáng tác ca khúc Lỡ Như Anh Yêu Em như lời thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho người yêu bí mật. Nam ca sĩ tiết lộ dành 7 ngày để viết ca khúc này. Chúng tôi lúc đầu là bạn thân. Sau một thời gian gắn bó, tôi phát hiện tình cảm của mình vượt quá mức tình bạn. Tôi và cô ấy tìm hiểu nhau được hơn khoảng 3 tháng. Vì Chi Dân giấu tên nên công chúng không đoán được nửa kia của anh là ai, cho đến khi nam diễn viên Minh Luân chia sẻ sự bức xúc sau khi chia tay Lan Ngọc. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 4, lúc đó tôi gọi điện và nhắn tin cho Lan Ngọc không được, không ngờ cô ấy đi với Chi Dân, Minh Luân cho biết. Sau sự việc này, cộng đồng fan bắt đầu truy lùng các manh mối trước đó và kết quả ra khá bất ngờ. Tối 17 tháng 5, ảnh chụp Chi Dân với Linh Dương Lan Ngọc bên nhau tại Thái Lan được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh được chụp vào giữa tháng 4 trong dịp lễ hội té nước ở Thái Lan. Hồi tháng 8, một khán giả đã đăng hình ảnh Chi Dân Lan Ngọc chụp trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo. Điều này khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang đi du lịch cùng nhau. Lan Ngọc và Chi Dân từng check-in cùng một địa điểm ở Đà Lạt. Khi trò chuyện về chuyện tình cảm, lúc này Chi Dân cởi mở hơn. Anh cho biết dành thời gian quan tâm tới Lan Ngọc vì biết cô phải đối diện với nhiều chuyện buồn. Anh chỉ cần ở bên, âm thầm quan tâm và chăm sóc cho cô, không đòi hỏi nữ diễn viên phải đáp lại tình cảm của mình. Chi Dân tự nhận mình là xe ôm của Linh Dương Lan Ngọc. Nghi vấn được đẩy lên cao nữa khi hai người bị bắt gặp đang tay trong tay với nhau và mặc bộ đồ đôi khi du lịch tại Thái Lan vào tháng 4 vừa qua. Đối diện với tin đồn đời tư lúc đó, Linh Dương Lan Ngọc thề thốt, đã nói là tin đồn thì chắc chắn là không phải. Khi nào có câu chuyện chính xác thì tôi sẽ thông báo vì tôi chưa bao giờ ngại việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình hết. Tôi thề là tôi chưa có người yêu, tôi đang độc thân và muốn thử yêu phi công trẻ. Còn về phía Chi Dân, anh khẳng định anh Linh Dương Lan Ngọc, ST Sơn Thạch là bạn bè chứ không như nhiều người nghĩ. Anh từ chối mọi câu hỏi về tin đồn yêu Lan Ngọc và mong mọi người tập trung vào âm nhạc của mình. Nhưng khi cặp đôi này càng phủ định tin đồn hẹn hò, thì fan vẫn cứ cật lực đẩy thuyền và tin rằng hai người đang hẹn hò bí mật. Ngày 2 tháng 5, mọi người lại tiếp tục show ra bằng chứng tiếp theo là hai người đang hẹn hò bí mật. Ngọc nữ trăm tỷ Lan Ngọc vừa khiến bao người xuýt xoa bởi những tấm ảnh bikini nóng bỏng. Có thể thấy, cô đang có những ngày nghỉ ngơi sau quá nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Chi Dân cũng vừa khoe những hình ảnh trong kỳ nghỉ tại biển. Dù đã khéo léo, chọn góc chụp, nhưng cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra địa điểm check-in của cả hai là hoàn toàn trùng khớp. Ngày 6 tháng 7, cộng đồng shipper cặp đôi này lại được hả hê khi phát hiện ra Lan Ngọc mặc áo của Chi Dân đi quay Chạy Đi Chờ Chi tập 13, có khách mời là Tóc Tiên. Chiếc áo này được xác định là giống hệt với chiếc áo Chi Dân đã từng mặc và bắt gặp đang tay trong tay với cô tại Thái Lan. Không biết đây có đúng là áo của Chi Dân hay hai người mặc áo đôi nữa. Chưa dừng ở đó, tiếp tục lộ thêm bằng chứng hai người đang hẹn hò nhau khi nuôi chung một con thú cưng. Điều đặc biệt là cách xưng hô ba mẹ của cả hai người dành cho con thú cưng đó.
Giữa tâm điểm lùm xùm về chuyện tình cảm của hai người, Ninh Dương Lan Ngọc còn ngang nhiên phá hit 1234 của Chi Dân và còn nhắn nhủ với anh nhạc sĩ sáng tác bài hát Khó Hát Thế. Clip đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả và càng có thêm niềm tin là hai người chắc hẳn có một tình cảm rất tốt đẹp. Ngày 8 tháng 8 mới đây, Chi Dân lại lộ thêm bằng chứng khi anh tung bản MP3, bài hát mới của mình lên thì được một nick fake có tên là Ninh Dương Lan Anh comment: "Hai thấy good à nha, ra mắt 16 tháng 8 đi em, ngày đó đẹp lắm." Và chàng ca sĩ 1234 không ngần ngại mà comment lại: "Định ra ngày 8 tháng 8 đó chị Hai à." Anh còn tăng tên và bảo share mạnh cho bà con dòng họ nghe nữa. Được biết, nick fake trên là chị gái của Ninh Dương Lan Ngọc. Cách xưng hô thân thiết chị Hai đã khiến cư dân mạng càng tin rằng Chi Dân và Lan Ngọc là một cặp. Ngay sau ngày hôm đó, ngày 9 tháng 8, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân lại một lần nữa bị bắt gặp khi đang đi siêu thị và ăn tối cùng nhau. Tiếp theo sau đó là hàng loạt bằng chứng hai người bị phát hiện cùng nhau, như Chi Dân đã không quản ngại đường xá xa xôi mà đi thăm Lan Ngọc tại Huế khi cô đang quay phim tại đây. Giải thích về vấn đề này, Chi Dân cho hay: "Hôm đó anh ra Huế để gặp gỡ bạn bè và bàn về một vài công chuyện. Rồi mới gần đây, khi có một bức ảnh hiện trường MV mới Tìm Em Trong Mơ của Chi Dân được đăng tải lên làm cho khán giả vô cùng thích thú khi phát hiện ra một chiếc xe hiệu Mercedes Benz màu trắng đậu ở phim trường quay MV chính là chiếc xe của Lan Ngọc. Nhiều người cho rằng Lan Ngọc đến tận trường quay để thăm Chi Dân, nhưng sau đó anh chàng có giải thích là do xe anh gặp vấn đề trục trặc nên anh đã mượn xe của Lan Ngọc đi quay MV." Và mới đây, khi tham gia chương trình Giọng Ải Giọng Ai mùa 4, tất cả mọi vị khách tham gia chương trình là Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa, Nam Thư, Anh Đức đều ngầm khẳng định là Chi Dân đang không còn độc thân. Có mình Thủy nè, đó, dạ. Thoải mái, tự tin. Mà đẹp, bao nhiêu năm vẫn đẹp. Em cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn anh Nghĩa khen em thôi. Đó, đẹp thiệt, không phải là khen bình bông nảy chuối nghe em. Không, mà lâu rồi em mới gặp anh Nghĩa nên anh Nghĩa cũng đẹp nữa. Em cũng đẹp. Nhưng mà mình có đến với nhau được không anh? Không em à. Em đi xuống dưới trước nha. Bởi vì anh là Thủy rồi. Thủy quẩn luôn đó. Thủy quẩn luôn đó hả? Đang quẩn đó. Dân có quẩn không? À không, không quẩn, anh đi. Anh gì quá à. Anh vậy à. Anh Huyên, anh Huyên. Kỳ quá à. Lâu lâu canh bị Huyên. Anh Nghĩa. Thôi cái nhân chưa nói gì nha. Mình nói chuyện khác đi. Nói chuyện khác đi. Tiếp sau đó, Trường Giang lại một lần nữa nói bóng gió về lý do Chi Dân, đại loại như những cô gái hát hay với lý do bề ngoài xinh xắn và tròn tròn lại giống với hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc trước đây. Lần thứ hai lại là em. Đâu phải em, anh Giang á. Em chứ không ai hết trơn trời á. Em là người chọn. Khi mình đã chọn một người rồi, dù có ốm đau bệnh tật, dù có khó khăn muôn trùng cách trở, cũng đừng buông tay. Cũng đừng buông tay người ta. Mà làm như Chi Dân anh không ưa mấy bé nào mà tròn tròn hay sao. Nãy bé số 1 mặt tròn tròn cũng bị đi về sớm. Rồi giờ bé này cũng vậy, mặt sáng trưng như trăng rằm, hát hay lộng lẫy. Bữa nào mặt tròn tròn mà nhìn giống 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 loại, loại. Giống anh nha. Tiếp tục chương trình. Sau chuỗi tất cả các bằng chứng này thì rất khó có thể tin được rằng chàng ca sĩ Chi Dân và cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc này lại không có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, mới gần đây, trong buổi trò chuyện King Life, khi được hỏi về mối quan hệ giữa anh và Lan Ngọc, lại một lần nữa Chi Dân khẳng định anh, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ là bạn thân. Anh chia sẻ, anh Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch là ba người bạn chơi rất thân với nhau. Lan Ngọc là một cô gái rất xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu khi đứng trước cô nàng này, và Chi Dân cũng không ngoại lệ. Chi Dân khẳng định thêm chuyện tình cảm khi chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nam ca sĩ không muốn công bố rồi đến khi chia tay phải lên phân trần kể lễ. Chi Dân hiểu rằng khán giả rất lo lắng cho mình, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chàng muốn những người yêu quý tập trung vào sự nghiệp của mình hơn. Liệu bạn có tin rằng Chi Dân và Lan Ngọc là bạn bè? Hãy comment cho chúng mình biết cảm nghĩ của mọi người về cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân này nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.